Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình có một cái quay một cái video clip này thì mình có con máy laptop Dell Core i3 mà 4050. Thì mình cũng đã xài cũng lâu rồi. Thì nó đã bị hư những cái phím bấm trên bàn phím á. Thì mình cũng ngại đem ra tiệm vì máy mình cũng đã cũ lâu rồi, có thể mình đem ra tiệm thì có thể là nó hơi tốn phí. Thì mình có tìm hiểu và lên trên mạng Lazada và mua một cái bàn phím của nó đây về để mình thay thử. Mình mua trên Lazada thì cũng nhanh, mới có ba ngày mà đã có hàng rồi. Mình mua trên phụ kiện chat giá sỉ cái bàn phím này, thì bây giờ mình sẽ thay và cùng trải nghiệm với mọi người thử nha. Thì nếu mình làm thử, nếu mà cảm thấy nó đạt hiệu quả cao, ok, thì các bạn ví dụ sau này mà lỡ máy bạn có bị hư bàn phím thì có thể tự tìm hiểu trên mạng mua về và tự mình lắp ráp luôn nha mọi người. Thì mọi người cùng với mình bắt tay vô làm nha. Đây, rồi đây cái là cái bàn phím của mình đã đặt mua trên Lazada nha mọi người. Để mình tháo ra kiểm tra coi nó sao. Thì cái bàn phím này mình mua chỉ có 110.000 các bạn ơi. Đây, bàn phím mới luôn nha. Bây giờ mình sẽ tháo bàn phím cũ mình ra thử rồi mình thay thôi thế nào đó mọi người. Để tháo ra thì mình dùng một cây giúp cái đầu nhọn á, mình nắn cái góc này nè, hai bên mấy cái đầu rồi nè. Mình dở lên ngâm các bạn. Đây, cái bàn phím mình cũng khá là cũ rồi, bụi nó cũng bám nhiều rồi. Thấy nó dơ không? Rồi, trong. Bây giờ mình sẽ tháo luôn cái phần này ra mọi người. Đó, mình bật cái miếng này lên nè. Rồi mình đẩy nó ra nha. Đây. Này, cái bàn phím cũ mình nó bị hư hết mấy phím do là bụi bặm nhiều nè, chứ mình xài lâu năm rồi mọi người. Cái máy này cũng mua cũng lâu lắm rồi đó. Mấy phím nó hư hết rồi. Giờ mình sẽ thay cái phím mới. Dạ. Này, cái bàn phím mới của mình nha mọi người. Rồi để lúc vô thì mình phải tìm coi cái vị trí nào là để vô đúng nha mọi người. Đây mình sẽ như là cái đầu trắng nằm ở trên đó bạn ơi, mọi người. Như là cái đầu màu trắng này nằm ở trên đó vậy, để mình lắp thử không được mình đổi lần. Thank you.
xong để mình ghim lên, mình mở nguồn thử coi nó có bấm có lên phím không, rồi mình gắp lên nha mọi người. Bây giờ mình đã khởi động máy xong rồi, để mình bấm thử vào phím nó có nhận không mọi người. À, như vậy là đã nhận rồi đó nha mọi người. À, thành công rồi đấy, như vậy là mình đã gắp đúng rồi đó, mình đã gắp đúng rồi đó các bạn ơi. Như vậy là mình đã gắp xong rồi, thì bây giờ mình sẽ gài nó lại nha mọi người, mình lắp nha, mình gắp lên cho nó vô khớp nha. Đây, mình đặt nhận xuống, nhẹ xuống là nó vô cái cục, là nó vô nè. Ồ, vậy là ok, thành cái bàn phím mới. À, vậy là cái bàn phím của mình thành bàn phím mới rồi mọi người. Đây. Chỉ có 110.000 thôi mà mình đã thay được cái bàn phím khỏi cần phải ra tiệm luôn. Thì các bạn nào có những cái bàn, có cái máy laptop nào của mình đó, nó bị hư bàn phím á, laptop nào được mình lên trên Lazada gì đó, mình tìm hiểu mình kiếm cái bàn phím là thích hợp với cái đời máy của mình á, thì mình mua về mình phải tự tháo ra lắp ráp luôn, chùi rửa luôn mọi người. Hay tự tay mình làm luôn, mình không phải là thợ chuyên nghiệp nha. Mình chỉ là người tiêu dùng máy tính thôi, rồi cho nên là mình cũng tự mình lắp ráp gắn thử coi nó có được không mọi người. Và bây giờ mình sẽ khởi động máy lên tiếp. Máy này mình mua cũng lâu rồi cho nên là máy hiện giờ nó đang chạy cũng rất là chậm. Thì bàn phím thời gian đó, cái nó bị đơ phím hết trơn, bấm không được một số chữ. Thì mình cũng muốn tính đem ra ngoài tiệm mình cho thợ nó thay, nhưng mà vô tình hôm đó mình lên trên Lazada mình thấy cái bàn phím, thì mình quyết định là mình tự mình mua về để mình có thể mình mua về để mình tự mình thay nó thử coi thế nào, để khỏi mất công phải đem ra tiệm. Thì mình cùng mình quyết định vậy. Ngày hôm nay thì mình đặt đã cũng 2 ngày hay 3 ngày, thì cũng rất là nhanh. Thì bên shop cái shop trên Lazada là phụ kiện chat gạch giá sỉ bán cho mình với giá 110.000. đây thì mình tự động mình thay đây, còn phím mới đẹp ok. Cảm ơn shop đã nhiệt tình và tư vấn của mình nha. Vậy là bàn phím mình ok mọi người. Đây, chữ nó nhảy đều hết luôn. À, đây cũng là một cái video bổ ích cho mọi người nha. Mọi người ủng hộ mình nha mọi người. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ở video kế tiếp nha mọi người. Mình có những điều gì hay mình sẽ quay lên và chia sẻ cho tất cả mọi người hết à. Đây, cảm ơn mọi người. Đây là cái bàn phím của mình đã xong đây. Wow. Chào tạm biệt mọi người nha.